làm đám cưới nhưng đã có con, cuộc sống của bốn sao Việt này giờ ra sao? Nổi tiếng và tài năng nhưng cuộc sống đời tư của bốn sao Việt có nhiều khác biệt. Người sinh con lần hai với người yêu, kẻ bị con dứt tình cực phũ. Ngô Kiến Huy. Nổi tiếng với bề ngoài điển trai cùng giọng hát trầm ấm, Ngô Kiến Huy được biết đến là một nam ca sĩ, MC nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Gần 9 năm trước, scandal Ngô Kiến Huy có con với Thụy Anh từng là tin tức gây sốc cho cả showbiz lẫn người hâm mộ của nam ca sĩ. Khi ấy, anh khiến dư luận càng bất ngờ hơn khi tuyên bố không hề yêu Thụy Anh, còn công khai hẹn hò Khổng Tú Kình đã gây nên rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng sau tất cả, Thụy Anh và Ngô Kiến Huy đều có cuộc sống mới. Em gái Thanh Thảo kết hôn với một Việt kiều và có con gái, công việc kinh doanh thuận lợi trên đất Mỹ. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy đã chia tay với bạn gái lâu năm Khổng Tú Kình. Mới đây nhất, Thanh Thảo cho biết con trai nuôi Recky Minh Trí không muốn gặp lại bố ruột dù tìm kiếm trên Google và nhận được kết quả mình là con trai Ngô Kiến Huy. Ngay sau đó, nam ca sĩ có dòng chia sẻ đầy tâm trạng với nội dung phân vân, dừng lại hay cố gắng để tiếp tục khiến công chúng hâm mộ đặc biệt chú ý. Sau chia tay mối tình nhiều năm với Khổng Tú Kình, Ngô Kiến Huy bị vướng vào nhiều tin đồn với các mỹ nhân Việt, nhưng giọng ca giả vờ yếu đã lên tiếng phủ nhận các mối quan hệ này. Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà và chồng cũ Cường Đô La từng trải qua cuộc hành trình gần 8 năm yêu, trong đó có 4 năm chung sống vào một nhà. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì chưa có một đám cưới nào diễn ra. Sau này, mặc dù đã chia tay, song cặp đôi vẫn luôn dành những lời nói tốt đẹp về nhau, cùng đồng lòng và dồn hết tâm huyết chăm sóc cậu con trai Su Beo. Gần 3 năm sau khi chia tay, Hồ Ngọc Hà bắt đầu chuyện tình cảm với nam diễn viên Kim Lý, cặp trai tài gái sắc hàng đầu trong showbiz Việt. Trong một cuộc trò chuyện cuối năm 2018, Hồ Ngọc Hà cho biết tự thấy mình trải qua đổ vỡ nên luôn có tâm lý chim gãy giữa cành cong, vì thế muốn giữ cho tình yêu của mình còn mãi bằng cách trở thành tình nhân. Ở tuổi 36, trải qua đời sống hôn nhân, từng làm vợ và đã làm mẹ, song việc bao giờ nữ hoàng giải trí mới sẵn sàng cho một đám cưới và mặc váy cô dâu vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Trang Ngọc Hằng. Trang Ngọc Hằng từng được biết đến là một trong những người đẹp đa tài của showbiz Việt, không chỉ hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, cô còn lấn sân sang ca hát và thiết kế thời trang. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang lên, cô bất ngờ rút khỏi showbiz. Cuối năm 2018, mỹ nhân xác nhận đã bí mật sinh con nhưng chưa kết hôn và giữ kín thông tin về người bạn trai là cha của con mình. Tuy vậy, Trang Ngọc Hằng chia sẻ cô và bạn trai tuy tình cảm không còn như xưa, cũng chưa tổ chức đám cưới nhưng vẫn xem nhau như tri kỷ và sẽ dành tất cả tình yêu thương cho đứa con chung. Hiện giờ, ngoài việc quay trở lại hoạt động nghệ thuật, người đẹp gốc Cà Mau vẫn duy trì công việc kinh doanh riêng để có thể đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho hai mẹ con. Trung Dũng. Trung Dũng được khán giả biết đến với vai trò diễn viên điện ảnh. Tên tuổi của anh từng gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng và gần đây nhất là Gạo Nếp Gạo Tẻ. Mới đây, Trung Dũng thử sức mình trong lĩnh vực ca hát thông qua chương trình Tình Bolero 2020 và xuất sắc giành ngôi vị Á quân. Từng bị nhiều đồn đoán về giới tính bởi U50 mà anh vẫn sống độc thân và suốt ngày lên mạng khoe body. Nhưng ít người biết anh đã có con. Thời còn trẻ, anh có những cảm xúc nhất thời với fan hâm mộ và có con ngoài ý muốn. Dù vậy, anh rất thương con, nhưng mẹ của bé lại không muốn anh làm phiền cuộc sống của họ. Con anh hiện tại đang sống ở Mỹ, hai cha con cũng không có cơ hội tương tác thường xuyên. Trung Dũng cũng tiết lộ rằng hiện tại anh đang hạnh phúc bên tình yêu mới của mình. Anh chia sẻ người yêu hiện tại là một người tâm lý, hiểu được tính tình cũng như tính chất công việc của anh. Cả hai rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau, thậm chí người ta có đi công tác dài ngày, chỉ cần thông báo, tôi sẵn sàng đồng ý.